Chào cả nhà, hôm nay mình xin giới thiệu với cả nhà một món ăn rất là ngon và hấp dẫn. Đó là món cá ngừ kho với thơm. Thịt cá ngừ thấm gia vị, ăn rất là ngọt, chắc và ngon. Cái sự kết hợp giữa cá ngừ với thơm và cà chua làm nên một món ăn rất là vừa miệng, đậm vị và bổ sung dưỡng chất cho cơ thể rất là tốt. Để thực hiện món này và cách làm món này như thế nào, bây giờ mình mời các bạn vào bếp và cùng thực hiện với mình. Nguyên liệu ở đây là mình chuẩn bị khoảng 4 lát cá ngừ. Cá ngừ mình mua về mình đã rửa sạch và mình để ráo nước. Nửa quả thơm, một quả cà chua, hành củ và hành lá. Đầu tiên thì mình sẽ ướp cá. Mình cho một ít muối lên cá và mình đảo đều cho muối nó thấm vào hai mặt cá. Khi mình kho, cái phần thịt cá nó sẽ chắc hơn và nó giữ được cái vị ngọt của cá lâu hơn. Mình ướp cá tầm khoảng 20 phút thôi nha các bạn. Trong thời gian chờ ướp cá thì mình sẽ tiến hành mình cắt thơm. Thơm thì mình bổ đôi và mình bỏ cái cuống ở giữa đi. Mình cắt thành những cái lát vừa ăn. Cà chua thì mình bỏ cuống và mình thái muối cau. Hành củ thì mình băm nhỏ. Đầu tiên thì mình sẽ bắt lên bếp một cái chảo, mình cho ít dầu vào và mình chiên sơ cá lên nha các bạn. Mình chiên cá thì thịt cá của mình nó sẽ chắc hơn và khi mình kho nó có cái màu nó sẽ đẹp hơn và nó bắt mắt hơn. Sau khi một mặt đã vàng thì mình đảo cái mặt còn lại xuống mình chiên cho nó vàng đều hai mặt. Khi cá đã vàng đều hai mặt rồi thì mình sẽ gắp cá ra đĩa. Và mình tận dụng cái chảo chiên cá này mình phi thơm hành lên. Sau khi hành đã thơm thì mình cho cà chua vào, mình xào đều cho cà chua nó ra màu để cái nồi cá của mình trông nó sẽ ngon và hấp dẫn hơn nha các bạn. Mình nêm vào đây nửa thìa muối và nửa thìa bột ngọt. Khi cà chua đã chín thì mình cho vào tầm khoảng một chén nước và mình cho cái phần thơm lúc nãy mình thái vào
mình để lửa lớn và mình đun sôi lên. Sau khi cái nước nó sôi lên thì mình cho cá vào mình rim. Mình cắt thêm vào đây 2 quả ớt, tùy theo mình có ăn được cay hay không nha các bạn. Mình cho ớt vào nó sẽ kích thích cái vị giác của mình, nó làm cho món ăn của mình ngon hơn rất là nhiều. Và mình nêm nếm lại gia vị. Ở đây thì hơi nhạt một xíu nên mình cho thêm vào khoảng 2 thìa nước mắm và nửa thìa đường. Mình để lửa riu riu và mình kho tầm khoảng 20 phút cho cá nó thấm đều gia vị nha các bạn. Và khi kho cá thì mình không nên đậy nắp. Để cái thịt cá của mình nó sẽ săn chắc hơn. Và khi cái nước đã cạn, gần cạn hết thì mình cắt hành lá vào. Mình nêm nếm lại gia vị và mình tắt bếp nha các bạn. Đây là chảo cá mình vừa kho xong. Cái món cá ngừ kho thơm này nó có một hương vị rất là thơm ngon đặc biệt. Mình ăn với cơm thì cực kỳ ngon và hao cơm. Cách thức chế biến cũng rất là đơn giản. Mình làm món này thì mình thêm vào thực đơn gia đình một món ăn rất là thơm ngon và bổ dưỡng.